Mời ông bà cô chú ăn nguyên tiêu chung với lại gia đình em nha. Chúc các yuan xiêu. Yuan xiêu. Yuan nãy dụ miễn miễn sự hình sang Trung Quốc. Chú nguyên tiêu. Yuan nãy dụ là nị chư yuan xiêu. Yuan nãy dụ nguyên tiêu. Cha gì điện thôi mà. Cả chú hình sang thôi mà. Hi, xin chào cả nhà, quay trở lại với kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Ở Trung Quốc, ngoài ăn Tết Nguyên Đán rất là lớn, thì còn có Tết Trung Thu, Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh Minh, rồi còn Tết Đoan Ngọ nữa. Như dự tính á, là em với là ai xã định ăn Tết xong thì cũng lên trên thành phố để mà đi sửa răng, tại vì răng của em bị hư rất là nhức luôn cả nhà. Bé mèo xám bệnh trước đó vài ngày, mà Tết á, thì nhà em còn đông đen cho nên không dẫn đi khám được. Và đúng cái ngày mà xong xuôi công chuyện rồi á, thì bé mèo Hoa cũng bệnh, nên là cùng một lúc tụi em tranh thủ đi sớm luôn. Sửa răng xong là về, răng em đau một ngày luôn, cho nên là không có đi quay video được. Đây là ngày thứ hai của bé mèo mà em thấy bé khỏe rồi á, là em mừng lắm cả nhà. Vẫn phải theo dõi thêm một ngày nữa, cho nên là tụi em thăm một chút rồi đi về. Anh thấy tụi em tới anh mừng, anh kêu quá trời kêu luôn. Bác sĩ vẫn luôn truyền nước thuốc với lại truyền dinh dưỡng cho anh nè, do là ngày thứ hai thì anh vẫn chưa có ăn được. Ngày thứ hai cả nhà, bữa nay kêu được rồi, bữa nay lanh, nhìn lanh hơn nè, đỡ nhờ nè. Cảm giác hào đồ ha. Xuân điện không gì à. Hào ra, dưới quay lại à. Mình thiên của da là, mình thiên của da là. Hào ra, đây, đi coi xin lại ba. Mình thiên của da à, sao thấy hào chưa hào là. Chà chú gì do gì thiên à. Anh đi khai thanh lĩnh là sao. Mình thiên của cha là, mình thiên hậu là, mình thiên hậu là. Ê, ê, nị ba trên lại ba. Ba trên lại. Này ngày thứ hai, để em xuống hỏi tình trạng bác sĩ. Như khuê cha lại, à. Siêu xỉ ba, siêu xỉ ba. Nị lái sao vậy treo thôi mà. Có người vô là anh kêu à. Buồn á, anh buồn á. Thời điểm này á, nhìn cây gối rồi này kia nó không có còn lá nữa, nhưng mà mình nhìn cái cảnh cây khô như vậy vẫn đẹp ha cả nhà. Em cũng công nhận là mỗi một mùa thì có một cái nét đẹp riêng. Chẳng qua là lạnh thôi nha. Đợt giờ tụi em mua đồ á, toàn là mua đồ online trên mạng không à. Cái áo màu xanh xả đen mặc bên trong người á, chỉ có 30 tệ, là 100 ngàn tiền Việt mình thôi đó cả nhà. Nhưng mà ở nhà thì mặc sao cũng được. Lúc mà còn đi ra ngoài hoặc là mình đến những cái bữa tiệc á, thì xả không có đồ nào mà sang trọng hoặc là lịch sự để mà mặc. Cho nên là hôm nay lên thành phố thì đợt trước á, tụi em mua đồ thì rất là tiếc tiền. Nhưng mà CD nghĩ lại á, thì đồ mắc tiền, mình mua một cái á, cái chất liệu của nó tốt thì có thể mặc được lâu hơn. Và lỡ như mà có những cái nơi mà sang trọng hay là những buổi tiệc á, thì cũng có đồ kỹ lưỡng một tí để mà mặc. Ai xài mua một cái áo khoác mà mùa đông á, thì có thể để cái tấm lót mặc rất là dày, là giá là 780 tệ, tính qua tiền Việt mình á, là 2,7 triệu. Nhưng mà cái áo này hay một chỗ là sắp tới mùa xuân á, thì thời tiết sẽ đỡ lạnh hơn. Ví dụ như là từ 0 độ đến 15 độ thì mình không có mặc được áo lông, mà sẽ mặc cái loại áo mỏng hơn. Cái lớp lông trong áo khoác này có thể tháo ra được đó cả nhà. Mua thêm hai cái áo thun dài tay là 268 tệ một cái, tính qua tiền Việt mình là 980 ngàn một cái. Tết á, ở bên đây thì gia đình em hoặc là nhà em á, với lại tụi em luôn cũng toàn là mặc đồ cũ thôi, chứ không có mua đồ mới. Mà em thấy hầu như là đa số ai cũng vậy luôn á cả nhà. Người ta không có quan trọng mua đồ vào dịp Tết đâu. Đa số là mùa đông lạnh thì người ta mua đồ lạnh và mặc xuyên suốt mùa đông như vậy. Chắc có thể là lạnh quá cho nên là người ta đơn giản luôn, chứ không có sửa soạn vào dịp Tết. Hi, xin chào bà cô chú anh chị. Xin chào cả nhà cô chú. Xin chào ông bà, cô chú.
Xin chào cả nhà. Ngược đời ghê á, ngang ngược thiệt luôn á. Em với là A Sải đang ở trên thành phố Bàn Cảm. Hôm nay là 15 âm lịch tháng 1 thì là Tết Nguyên Tiêu ở bên Trung Quốc. Giờ này là tụi em đang đứng ngay chỗ quảng trường. Ngay chỗ này là đối diện ngay cái chỗ mà đợt trước em làm visa 1 năm đó cả nhà. Đó, visa 1 năm thì ở bên này. Thì đợt trước em cũng đã từng quay cả nhà mình cái địa điểm này rồi. Thì hôm nay thì người dân người ta sẽ tập trung ở đây, mà có người người ta đem pháo ra đây. Cái đống pháo rất là lớn. Nhưng mà lúc nãy thì em cứ tưởng là cái đống pháo đó là người sẽ đốt, nhưng mà không có đốt nha cả nhà. Là em ra đây bán và người dân thì người ta ra đây tâm mua. Mỗi người mua một hộp thì cứ đốt từ từ ngoài này. Thì tụi em đi dạo ngoài đây, quay cho mà cô chú mình xem ít pháo ở đây cái nào em quay. Quá tròn luôn. Thì có một chú bán kẹo bông tròn. Trời ơi, anh đó lạnh mà anh đứng anh nhảy. Kẹo bông gòn bán giống Việt Nam mình. Cái pháo lớn á, nãy hỏi lại hình như là người ta bán á cả nhà, chứ không phải là để đốt. Em thấy cái người mà chạy chiếc xe này ra nè, là hình như là người ta bán á. Người ta bán hay sao á. Nãy giờ cũng có người tới mua, mua xong rồi đốt á. Mọi vẫn chưa có người mua pháo, chưa có người mua pháo lớn. Hồi nãy mình cứ tưởng là sẽ đốt hết đống pháo đó. Cả nhà nếu như có sử dụng Facebook á, thì theo dõi em ở trên Facebook nữa nha. Facebook em là Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Ở trên Facebook á, thì em sẽ thường xuyên phát trực tiếp ở trên đó hơn. Có người hỏi em á, là đợt trước thấy em qua là ngày 20 tháng 2 mà sao bây giờ đúng 1 năm rồi vẫn chưa có đi gia hạn visa lại. Cô dâu Việt ở bên Trung Quốc á, thì chưa có thẻ xanh á, thì mỗi 1 năm mình đều phải đi gia hạn visa lại. Chi phí nộp cho chỗ trụ sở là 800 tệ, tính qua tiền Việt mình là 2.7-2.8 triệu. Và tốn thêm chi phí là 500 tệ ở bệnh viện để mà kiểm tra sức khỏe tổng quát. Đợt trước em qua là em bị trục trặc bên giấy tờ đó cả nhà. Giấy kết hôn của em á là kết hôn ở Việt Nam, mà lúc mà chuyển đổi qua để mà hợp pháp hóa sử dụng bên Trung Quốc á, thì em lại bị thiếu một dấu mộc. Cho nên là giấy tờ của em đợt đó qua tốn thêm một đống tiền nữa, mà lại bị thụt lại cả một tháng mấy mới hoàn thành. Cho nên bây giờ đến hạn gia hạn visa của em là tháng 4 lần đó cả nhà. Lên đó cả nhà. Còn đây là bánh chưa giò rồi à? Được. À, có nhân thịt hèn chi mà bữa nay mắc. Này thì nhân thịt mà cái hình của nó gói giống như là cái hình túi tiền á cả nhà, giống như túi tiền á đó. 46 tệ là tính qua tiền Việt mình là 180.000. Này, em mời cả nhà mình ăn cơm chung với lại em là A Sải nha. A Sải kêu cái này ngon này cả nhà. Rồi, đỡ mệt rồi. Đi về. Đừng chạy lung tung nha con. Với cha là. Chưa chị phạo chinh lấy cha à? Huy đa gia là chị chỉ giúp hạn chứ lắm. Ấy xèo huy thẳng rồi đi phang đôi giao sĩ căng chinh rồi mà. Kể thật mong là em biết cái thay đổi mà. Ờ, căng chinh rồi. Xài nẫn răng thay lại. Như vậy xèo huy chuẩn binh lại cái tha rồi. Ừ, tôi xào như đi. Ừ,
Ở bên Trung Quốc thì Tết Nguyên Tiêu là người ta sẽ ăn cái viên giống như là, nếu mà nhìn như vậy thì mình thấy giống cái viên chè xôi nước của Việt Nam mình đó cả nhà. Nhưng mà cái này thì ở bên trong thì nhân đậu phộng nè, rồi một cái thì nhân em thấy là hình như là có mì đen với lại là đậu nành. Thì ngày Tết Nguyên Tiêu là người Trung Quốc người ta sẽ ăn cái viên này. Ngày hôm qua thì tụi em ở trên thành phố, đúng ngày 15 tụi em ở trên thành phố không có ở nhà đón Tết Nguyên Tiêu được, cho nên là ba nói là chờ tụi em về ba mới đi mua cái này về thì cả gia đình ăn chung luôn, cho nên là hôm qua thì ba vẫn chưa ăn cả nhà. Giờ em sẽ nấu cái này nha, sẽ chỉ với em nấu. Thì có hai hộp thì ở bên trong nó làm đông đá hết rồi cả nhà ơi. Ba chồng em nói là ba thích ăn dạng có nước nha, giống như là há cảo mà há cảo canh á. Khi mình nấu sôi xong thì mình cũng phải trần sơ qua với lại nước lạnh. Sao em thấy cái cách làm của cái bánh nguyên tiêu này nó giống như là cái trôi nước của Việt Nam mình dữ vậy ta? Giống chè trôi nước quá à. Mau đi hả mà. Nhìn nó thì rất là giống chè trôi nước của Việt Nam mình, nhưng mà ăn thì khẩu vị như thế nào chút nữa em nếm thử ha cả nhà. Mấy giờ cha đông xì sơ bu sơ bu sơ nhỏ tiền đang dầu đông xì đấy chưa nói gì sơ sơ nhỏ dầu dầu ba Mỹ sẽ nói cái này là chỉ cần ăn trực tiếp như vậy luôn chứ không có cần gia vị. Em không biết là em sợ nó không có đậm đà. Mời ông bà cô chú ăn nguyên tiêu chung với lại gia đình em nha. Chú có yuan xiu. Yuan xiu. Yuan nãy yu miễn dự hình sang Trung Quốc. Chú nguyên tiêu. Yuan nãy yu nè. Nị chư yuan xiu. Yuan nãy chú nguyên tiêu. Cha gì điện thôi mà. Cả chú hành sang thôi mà. Chú chỉ quản nè. Chính thân nè. Nó mềm mềm á cả nhà. Em ăn thử. Okay. 还是成完就那一种吃的玩意儿我这整这玩意儿挺好哇这回哥呀
Ở bên trong của nó làm giống như là muối mì để mình ăn bắp hành á ông bà cô chú. Ở bên trong cái gia vị bên trong là thấy giống muối mì nha. Chưa con vô nãy không quay di dân rồi mà. Ở vô nay vô đây nè. Chưa con lý biên. Di dân đó. Di dân vô nãy không quay à. Đây sao? Đây hơi chứ mà. 这两样黑芝麻花生的高了。ăn nó thơm mùi muối mè béo béo nè, xong rồi có mặn ngọt và rất là thơm. Bột thì tưởng tượng như là bột của bánh trôi nước, giống như sang Việt Nam mình luôn cả nhà. Cảm giác sang như nặng. 有那个鲜料味儿，对，越南有这个，有这个，但是别的想法做，就别的想法做，不正宗不？就加糖，加糖，就这样做，然后加糖，来个糖，还没吃过这玩意儿，嗯，哎，尿呢，尿啥？你香啊，嗯，喵，你能吃啥、啊？喵喵啥？别喝点汤。哇哦！别喝点汤。哇哦！今天还光鲜妈妈哈。今天还光鲜妈妈哈。嗯。好了，八四八，八四八，是吧？好了，mẹ nói là truyền thống mà Tết nguyên tiêu á, mà người ta ăn cái viên nguyên tiêu này á, thì giúp cho gia đình đoàn viên và phát tài phát lộc. Bé mèo tổng chi phí điều trị luôn là 1.400 tệ, tính qua tiền Việt mình thì gần 5 triệu, nhưng mà bé đã khỏe lại rồi nha ông bà cô chú. Bé mèo cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã quan tâm và yêu thương bé mèo nha. Hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị ở video tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.